Dạ rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Rồi mình sẽ tiếp tục ở tập 1 và bây giờ là sẽ tập 2 nha. Tập 1 thì mình kết thúc ở cái cây này, thì tập 2 thì mình sẽ bắt đầu lại từ cây này. Đó, và cây này là cây cẩm thị nha. Cẩm thị VIP. Rồi, cái hòn ở đây này đo được là 73 nha. Rồi, cái ngay chỗ này đo được là 41 nè. Cây cao là 105. Đó, cây khá là duyên dáng nha. Rồi, và tiếp tục ở đây là một cây dúi hòn anh mọc nha. Cây dúi hòn anh mọc này, cây này camera đi qua phía đây. Cây dúi hòn anh mọc nha, và cây này cũng đang nuôi tiếp, đã khoan lỗ để mình nhét những cái thân cành vô để sau này cho nó bám thêm nha. Cục này vẫn là cục rinh của cái cây dúi này đó, và khoét rãnh thêm để cho nó bám thêm những cái cành nữa cho nó quái thêm nha. Đó. Rồi mời cả nhà mình tiếp tục qua cây trắc nghệ này nha. Đây, cây này là cây trắc nghệ tông cao siêu lũ đây. Đó, cây này thì cái hoành gốc ở đây này, hoành thân ở đây nha, hoành thân ở đây đo được là 50. Cây cao nha, cây cao là cao đến đầu thân chính nè, cao đến đầu thân chính là 135, còn cao lên đến ngọn luôn là 155. Rồi đang nằm cái chậu lọt lòng là 54 nha, chậu lọt lòng 54. Rồi camera mình review xem tham khảo luôn nha. Cây có một cành bày ra cũng khá là duyên nha cả nhà. Rồi tiếp tục mình sẽ đến thăm một cây trắc nha. Cây này là cây trắc dây gai đó, cây này ba thân chung bệ, form cũng khá là dữ này đó. Rồi cây hoành thân ở đây nha, hoành thân ở đây đo được là 32. Cây cao này, cây cao là 84. Đó. Rồi đang nằm cái chậu lọt lòng là 62. Đây, cây form bay khá, coi tay cành này. Tay cành khá là cuồn, to, khủng nha. Đó. Rồi, đây là những cái cây ở tập 1 mình review. Đó, thì với anh chị em cô chú mình có thể xem chi tiết ở tập 1 nha. Và mình sẽ đi tiếp. Này cây dúi nha, dúi quái nè, đang ủ. Rồi đây là một cây nguyệt quế đây, nguyệt quế nha. Cây này là cây form trực bay khá đẹp. Đây cái hoành thân ở đây nè, hoành thân ở đây đo được là 29 nha. Cây cao 29, cây cao này, cây cao là 98. Đây cái thân bay này, thân bay là 34 đó, này, khá là ok. Người quế nha, họ rất là thơm. Ồ, xây được đó, xoay ok luôn. Rồi. Dạ. Rồi tiếp tục mà mời cả nhà mình cùng xem tham khảo một cây trắc nghệ nha. Cây này thì cái điểm độc đáo của nó là ở cái vòng xoắn này. Đó, cái vòng xoắn này. Thì mình mường tượng là giống như ngày trước nó có một cái cây dây leo gì đó nó quấn vô cái thân này, và cái cây này nó cũng sẽ thuận theo cái vòng xoắn đó, và nó còn một cái mạch sống này đó, và nó xoắn theo
ó và lên tới đây, khá là đẹp, khá là độc đáo nha cả nhà. Những cây này thì mình đo cái hòn gốc ở đây nè, đo cái hòn gốc ở đây thì 53, cây cao là cao đến đầu lũ luôn nha, cao đến đầu lũ là 87. Đó, chậu thì chậu lọt lòng là 55, 55 nhân cho 39. Đó, chậu này cũng chậu tàu nha. Thân xoắn đẹp. Sử dụng đôn xoay luôn nha. Rồi, rất là ok nha. Rồi, tiếp tục thì đây là một cái phôi cẩm thị nha. Đây, phôi cẩm thị. Phôi này thì gốc ở đây. Gốc ở đây là 32. Cao là 57. Chậu là chậu 41, chậu 41 nhân cho 29 nha. Đây, cây form thiên nhiên. Dùng cái đôn xoay này cũng khá là ok đó nha. Rồi, mời cả nhà mình cùng qua đây chiêm ngưỡng thêm cây trắc nghệ nha. À, cây này thì mình đã review ở trong cái tập 1 rồi. Đó thì sẵn tiện đây thì mình review lại ở trong cái tập này luôn. Rồi, hoành gốc ở đây là 50. Cây cao là cao đến ngọn đây luôn là 98 nha. Đó, cây này cũng khá là ok. Mời cả nhà mình cùng, đây là những cái cây ở tập 1 mình đã review. Đó thì mời quý anh chị em cô chú mình xem tiếp ở tập 2. Đây là một cụm linh sam rừng rinh đã ghép đao điểm nha, đã ghép đao điểm. Rồi, tổng hoành là 60. Tổng hoành 60, cây cao đến ngọn là 60 nha. Đó. Rồi, cây này cũng cũng đã ghép nha. Cây này cũng đã ghép đao điểm này. Đó. Linh sam rừng rinh ghép đao điểm nha. Đây. Hoành ở đây là 33. Cây cao là 60, cao 60. Đó, rồi. Wow. Phôi cẩm thị đây cũng khá là ok nè, lũ quách nha, cây lũ quách. Thì Sơn sẽ review ở đây, thì quý anh chị em cô chú ưng ý cây nào thì cứ chụp lại màn hình iBox cho Sơn nha. Rồi, cây này thì hoành gốc là 42, cây cao nha, cây cao đến đầu thân chính thì là 48. Đó, cây này lũ quách, tay cành cũng khá là ok. Rồi, cây này là cây Hải Châu nha, cây Hải Châu. Cái này thì đôn không có xoay. Rồi, cây này cái hoành thân ở đây nha, hoành thân ở đây là 19 nè. 19. Cây cao là 96. Chậu lọt lòng là chậu là 55. Chậu 55 nhân cho 38 nha, chậu 55 nhân 38. Rồi, mời cả nhà mình cùng xem cây sam núi trái nha. Đây, cây sam núi trái khá là vip. Cây sam núi trái nha. Cây này không có xoay được. Rồi, cái hòn gốc ở đây nè. Hòn thân ở đây đo được là 11 hơn. Cây cao nha. Cao 50. Tán thì mình đo theo chiều phóng nha. Sam núi trái nha. Theo chiều phóng thì tầm 138. Chậu thì chậu vuông lọt lòng là 37. Chậu vuông lọt lòng 37 nha. Thì mình xem. Đây. Đây có dáng đổ khá là đẹp nha cả nhà. Rồi, đây cây Hải Châu này, cái này ở mặt trong. Rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục ở đây là cây bằng lăng nha. Cây bằng lăng. Cây bằng lăng này cũng khá là vip. Em đo hoành nha. Đây, cây này cũng khá là vip nè.
Đi ra này. Cái này thì cái hoành ở đây này, hoành thân ở đây nha, mình đo mình sẽ trừ hao. Đo được là 44 thì mình trừ trừ hao đây còn còn 40 đi. Đó. Wow. Chậu này. Chậu là 47, chịu phóng này. Wow. Chịu phóng cũng khá là dữ nha. Cái này cũng khá là đẹp. Chịu phóng là 100 tầm 160. Đó, cây dáng huyền khá là đẹp. Này, cây dáng huyền khá là ok nha. Đây. Tay cành khá là ổn rồi nha. Đây. Dáng rất là đẹp. Bằng lăng nha, bằng lăng. Rất là VIP nha. Rồi tiếp tục thì đây là một cây linh sam. Cây này thì vẫn rừng rin nha. Cây này vẫn dáng rừng rin. Cây này thì đo cái hoành ở đây. Cái hoành cây này thì để rin luôn nha. Lũa thép rin luôn. Cây này thì hoành 37. Hoành 37 nha. 37 cây cao thì... thì cao tầm 82, cao 82, tán rộng này, tán rộng là tầm 165, rồi chậu thì 55, chậu 55 nha, chậu 55 nhân 40, đó, cây này lũ cũng khá là đẹp. Rồi kế tiếp thì này, cây cẩm thị này cái lá nó cũng khá là độc lạ này. Lá này lá thon dài này, lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Lá thon dài này. Cây này thì cái hoành gốc ở đây nha, hoành thân ở đây đo được là 21 nè. Cây cao là 52. Rồi cây này cây sam ngọc nha, sam ngọc. Về cây này cũng quái nè, cây cẩm này cũng khá là quái nè. Đó. Cái này cũng khá là ok nè. Cái hoành thân ở đây nha, hoành thân ở đây đo được là 18, cây cao là 44. Rồi đây là cây hải châu nha, cây sam núi. Rồi đây là cây linh sam nè, linh sam. Rồi còn cũng khá là nhiều cây nữa nha. Thì đây là cây cây trắc. Đây cây trắc dây gai. Cây này thì có bộ đế nó cũng khá là quái nha. Cây này thì cũng đang tạo lũ, đang xử lý lũ. Đây, cái hoành thân ở đây nè. Hoành thân ở đây cũng được 60. Cây cao nha. 60 cao 86. Trắc nha cả nhà. Đây. Đây là cây hải châu lá trung này cả nha. Hải châu lá trung nè. Nhưng mà cả nhà mình xem trái của nó nè. Đây, hải châu lá trung trái của nó. Trái rất là dữ nha. Trái rất là to. Đây, một chùm trái nè. Rồi đây trái nữa nè. Này. Trái rất là to nha cả nhà. Đừng nói là trái hải châu lá trung mà là trái nó nhỏ nha. Trái hải châu lá trung trái nó rất là to. Đó, đây coi này, trái này. Quá dữ không? Cây hải châu lá trung này nha. Rất là quái luôn, nó co quái từ dưới kia lên đây luôn. Cái thân đây nha, thân đây mình đo được là 23 này. Cây cao nha, cao đến cái lưng là 85, còn cao lên đến tầm ngọn thì cỡ 130 đó, trái. Rồi tiếp tục, chắc cây này là cây cuối clip, cuối tập 2 này nha. Đây là một cây trắc nghệ đó nha, cây trắc nghệ đó, mình xem siêu lũ luôn nha. Rồi cây này có hoành gốc là 45. Rồi cái hoành thân đây đo được là 29. Cây cao nha, cao đến ngọn luôn là 145. Rồi đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 69. Đó. Bên mặt này là thân sống. Đó.
mặt lũ, còn bên mặt này là thân lũ nha. Bên mặt này là mặt lũ. Lũ này là vẫn còn màu rin. Cái này mình có thể mình lên màu thêm nha. Đó, mình sẽ lên màu thêm. Rồi, đây là tiếp tục nha, đây là cây bằng lăng này. Đây, cây bằng lăng lùng lực luôn. Cây lùng lực khá là đẹp nha. Rồi, cây này chắc mới nãy nói cây kia cuối clip nhưng chắc cây này cuối clip quá. Rồi. Cây này hoàn là 48 nè. 48 nha, cao đến đầu thân chính là 36, cao lên đến ngọn đây luôn là 53. Rồi, chậu lọt lòng là 37 nha. Rồi thì cây bằng lăng này thì cũng đã kết thúc tập 2 review đến với cả nhà mình những cây bonsai đẹp, có phôi, có sắp thành phẩm. Đó, còn cây thành phẩm ở đây thì cũng chưa nhiều. Đó thì đây là vườn của anh trai mình. Nên là quý anh chị em của chú mình, nếu mà ưng ý cây nào thì cứ chụp lại màn hình và inbox cho Sơn nha. Số điện thoại Sơn có để trên bài luôn. Và bonsai Kim Sơn rất cảm ơn cả nhà đã dành những thời gian quý báu xem tin ủng hộ luôn nha.